Tiết kiệm điện cũng chính là tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm chi phí cho bản thân, cho kinh tế gia đình. Vì lẽ đó, khi ngành điện phát động phong trào thi đua tiết kiệm điện, không chỉ các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tham gia mà nhiều người dân ở tỉnh Hòa Bình cũng hưởng ứng. Phong trào thi đua tiết kiệm điện đã góp phần rất lớn vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương trong tỉnh sau khi hoàn tất các thủ tục phối hợp, ngành điện và chính quyền địa phương tại Hòa Bình đã tổ chức lễ ký kết thi đua tiết kiệm điện giữa các phường, xã, thôn, bản với nhau. Theo đó, thì mỗi xã trong huyện chọn hai thôn bản để đăng ký thực hiện phong trào thi đua tiết kiệm điện. Ngoài việc tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, tại các buổi ký kết, các tuyên truyền viên của ngành điện còn đến tận hộ gia đình tuyên truyền cho bà con cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm thay thế các thiết bị trong nhà bằng những thiết bị tiết kiệm điện. Không chỉ triển khai chương trình trên, ngành điện còn phối hợp với các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện ký cam kết tiết kiệm điện. Qua đó đã có 100% cơ quan, đơn vị cam kết thực hiện các biện pháp sử dụng điện an toàn và tiết kiệm.